chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và dễ tại nhà, giúp cây phát triển với rất nhiều nụ hoa trên cành. Cây luôn khỏe mạnh, xanh tươi tốt, cành hoa phát triển nhanh, hoa sẽ nở rộ, đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn cần phải tưới nước để giữ ẩm cho cây. Và hãy để trong 15 phút. Sau đó hãy lấy ra. Các bạn cần sử dụng một thìa gạo có chứa rất nhiều canxi, kali, phốt pho và dồi dào vitamin B. Các bạn sử dụng thêm 3 tép tỏi. Tỏi sẽ giúp cho cây kháng khuẩn và khử trùng, giúp bảo vệ hoa lan không bị nấm và có rất nhiều khoáng chất, thúc đẩy quá trình ra hoa rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ cho tỏi vào đây. Cho vào 1 lít nước. Các bạn để sau 4 giờ để giúp cho gạo mềm ra và tỏi sẽ có được nhiều dưỡng chất hơn. Khi hoa lan đã trồng lâu, cây kém phát triển và không có hoa, hãy thay chậu cho những cây hoa lan này, cây sẽ phát triển được nhanh chóng hơn. Sau 4 giờ, các bạn hãy xay nhuyễn ra. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng ngay nước này. Các bạn lau cho những chiếc lá bị mềm hoặc bị nhăn, thì những chiếc lá này sẽ được phục hồi rất nhanh và khỏe mạnh. Nó sẽ giúp cho hoa lan khi trồng lại sẽ không bị nấm. Các bạn cho nước này vào đây. Và hãy để trong 30 phút. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên các chiếc lá
nên thực hiện vào buổi sáng sớm, và nó sẽ giúp cho những chiếc lá này đến chiều khô lại rất nhanh chóng, sẽ không ảnh hưởng đến hoa lan. Các bạn nên thực hiện việc làm này 14 ngày một lần cho hoa lan. Nó sẽ giúp bảo vệ khỏi các loại côn trùng như là bọ trĩ, nhện hoặc rịp sáp. Lá sẽ luôn xanh và được khỏe mạnh hơn. Và tưới vào chất trồng. Hãy để như thế này trong 30 phút. Và nó sẽ giúp cho những cây kém phát triển luôn có được rễ khỏe mạnh hơn. Cây sẽ cân bằng rất nhanh. Sau đó hãy lấy ra. Các bạn hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Cây sẽ phát triển được nhanh hơn. Và những cành hoa phát triển được rất nhanh. Và hoa sẽ luôn nở rộ với rất nhiều hoa đẹp rực rỡ trên cành. Nó sẽ giúp cho rễ mới được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.